hỏi: "Trong lúc tụng công phu khuya, con vừa tụng vừa niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, bỗng thân thể con tự nhiên lắc lư qua phải, qua trái, ra trước, ra sau. Xin hỏi, với hiện tượng như vậy thì con có thể ngồi thiền ở nhà được không?" Đáp: "Thân thể mà lắc qua lắc lại như vậy là có hiện tượng nguy hiểm và rất dễ bị loài phi tinh nhập vào thân." Hỏi: "Xin hỏi Hòa Thượng, trong khi trì chú Đại Bi hay chú Lăng Nghiêm thì tại sao bị nhức đầu chóng mặt và có cảm giác như thân mình dao động và lạnh run lên?" Đáp: "Vì trong tâm con có tà ma, cho nên dù con có trì chú Đại Bi cũng không linh nghiệm đâu." Hỏi: "Vì sao trong lúc con niệm Phật ngồi thiền thì thân con bị dao động và cảm thấy khó thở?" Đáp: "Là bị tẩu hỏa nhập ma rồi." Hỏi: "Thiện hay ác của mỗi người là do tâm niệm mà ra. Như khi mình làm một chuyện xấu thì đó chưa chắc hẳn là xấu mà là tốt, phải không?" Đáp: "Đấy gọi là thiện ác hỗn hợp. Có người tuy làm điều ác nhưng trong cái ác đó lại có cái thiện. Giống như giết người giàu để lấy của giúp kẻ bần cùng. Người ra tay nghĩa hiệp tuy không hợp pháp nhưng họ cũng có điểm tốt. Nếu cho rằng trong cái ác có cái thiện, trong cái thiện có cái ác thì có rất nhiều chuyện để nói vậy." Ha ha ha,